Rose là một trong những nữ thần tượng nổi bật của thế hệ K-pop Gen 3. Người hâm mộ luôn ví cô nàng như một viên ngọc quý đang chờ ngày được tỏa sáng. Rose, tên tiếng Hàn là Park Jae-yong, tên tiếng Anh là Roseni Park, được sinh ra tại Auckland, New Zealand và cùng gia đình chuyển đến sống ở Úc từ năm 7 tuổi. Năm 2012, Rose tham dự và vượt qua vòng thử giọng của công ty giải trí YG Entertainment, đứng đầu 700 thí sinh lúc bấy giờ. Cơ hội từ buổi thi tuyển ấy đã đưa một cô gái chỉ đơn thuần đam mê ca hát, dũng cảm rời xa gia đình, đến Hàn Quốc thực tập ở độ tuổi niên thiếu 15. Chia sẻ trong bài phỏng vấn, Rose đề cập đến việc lần đầu đi một quãng đường xa xôi và gặp mặt các thành viên là một trong những kỷ niệm khó quên trong đời. Mang theo cây đàn guitar thân thuộc, mặc bộ quần áo xanh nhạt và toát lên phong thái đặc biệt là những gì Lisa nhớ đến cô bạn đồng niên, Choga, cái tên thân mật được thành viên người Thái gọi Rose. Nhiều người biết đến danh hiệu em út nhà Blackpink gắn với Lisa, nhưng sẽ bất ngờ khi nhận ra Rose cũng chỉ cách Lisa vài tháng tuổi. Thế nên, cặp đôi McNally, nhóm thành viên nhỏ tuổi, trong các cô gái vàng nhà YG sở hữu nét tính cách tương đồng, ví như ở các khoảng đáng yêu, nũng nịu và pha chút tinh nghịch. Nếu Lisa hay thường được gọi người hâm mộ trêu vui là Oppa nhờ những hành động ga lăng, thì Rose chính là nàng dẻo đáng yêu nhất hội. Cô là một người có tâm hồn nhạy cảm, hay mau nước mắt khi xúc động vì tình cảm của mọi người hay đồng cảm trước những hoàn cảnh tình huống khác nhau. Sinh trưởng và lớn lên trong tình thương của cha mẹ và chị gái, Rose đã lạc lõng khi vượt đại dương đến Hàn Quốc, nhưng rồi mọi chuyện trở nên ổn hơn khi cô có Lisa. Tôi không hề biết rằng mình sẽ sống tại Hàn Quốc, rồi đột nhiên ở tuổi 16, tuổi Hàn, giờ Hàn Quốc đã trở thành cái nhà của tôi. Lisa hỏi liệu chuyện ấy có khó khăn với Rose không? Câu trả lời là đương nhiên. Hơn nữa, vì tôi lớn lên cùng chị gái, nghĩ về chuyện không có chị cạnh bên, nhưng rồi Lisa đã ở đó cùng tôi, Blackpink, Light of the Sky. Và khi trải qua giai đoạn khó khăn, nhìn vào nhau, họ thấy sự tương đồng và mối giao cảm không thể tách rời. Đôi bạn ấy đã san sẻ thanh xuân và trở thành một phần sức mạnh trong nhau. Được đào tạo và quản lý dưới trướng công ty nổi tiếng đi lên từ hip hop, nên Blackpink cũng rất đậm nét cá tính với concept mạnh mẽ, chủ động. Những ca khúc chủ đề của nhóm nhạc thiên về house, reggae, hip hop nên giọng ca chính của Rose chưa có đất dụng võ. Thế nhưng, chất giọng của Rose được nam ca sĩ Trey Dragon yêu thích vì sự độc đáo. Cô nàng cũng từng ghi dấu ấn khi biểu diễn ẩn danh trong chương trình King of Mask Singer, mặt nạ ngôi sao. Giọng hát rất riêng của Rose được nhiều người nghệ sĩ yêu thích và mong muốn được hợp tác cùng. Ca sĩ nổi tiếng Gummy cũng từng nhận xét về màn biểu diễn Irreplaceable của Rose rằng nếu không có được nền tảng về thanh nhạc điêu luyện, Rose sẽ không thể biểu diễn xuất sắc ca khúc như thế. Chất giọng của cô ấy rất nổi bật trong số những ca sĩ hiện nay. Giọng hát của thành viên xinh đẹp nhóm Blackpink luôn thu hút người nghe với sự nhẹ nhàng, bắt tai cùng cách nhấn nhả khá đặc biệt. Rose cũng chứng minh bản thân là một thần tượng có thực lực khi có thể xử lý các bài hát live một cách rõ ràng và chỉnh chu. Bên cạnh đó, cô nàng còn có thể hát tốt rất nhiều thể loại nhạc. Vũ đạo điêu luyện. Không chỉ sở hữu màu giọng rất riêng và có dấu ấn, Rose còn được đánh giá cao ở khả năng vũ đạo điêu luyện. Các động tác của Rose khi nhảy rất mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển. Khi trình diễn, cô nàng luôn thể hiện sự tự tin và xuất thần trong từng động tác. So với main dancers của nhóm là Lisa, khả năng vũ đạo của Rose được đánh giá khá ngang bằng. Các sân khấu của Rose luôn nổi bật bởi thần thái sang chảnh mà đầy cuốn hút của cô nàng. Mặc dù không phải gương mặt visual của nhóm, nhưng nhan sắc của Rose có lẽ không thua kém bất cứ idol thuộc hàng top nào. Tài năng chơi nhạc cụ. Nếu là một fan cứng của Blackpink, chắc chắn bạn sẽ quen thuộc với hình ảnh Rose bên cây đàn guitar. Không chỉ có guitar, Rose còn chơi điêu luyện cả piano. Cô nàng thường xuất hiện trên sân khấu hay các clip cover với cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát đầy cuốn hút. Người hâm mộ cho rằng chính nhờ khả năng chơi nhạc cụ khá tốt nên cách cảm âm và xử lý bài hát của Rose cũng được đánh giá rất cao. Chỉ với cây guitar, Rose có thể phối và làm mới lại các bài hát theo một cách rất riêng của mình. Clip cô nàng cover bài hát Really Really của nhóm nhạc cùng nhà Queener đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và trở thành một bản cover gây sốt với một cách hát rất mới và bắt tai. Rose ngày càng chứng tỏ khả năng của bản thân không chỉ ca hát, trình diễn tốt mà còn có thể phối nhạc rất hay. Nữ thần tượng từng chia sẻ rằng, trong tương lai, cô hy vọng có thể đem đến những bài hát tự sáng tác của bản thân đến người hâm mộ. Có được sự ra mắt thành công của Blackpink, nhưng có vẻ như hành trình tỏa sáng của Rose vẫn còn khá gian nan. Sở hữu vẻ đẹp nữ thần giữa rừng hoa K-pop, nhan sắc của Rose luôn được đánh giá cao, nhưng có vẻ như trong Blackpink, Rose lại được cho là khá mờ nhạt. Có thời gian, nhiều cuộc chiến ngầm trong nội bộ fandom của Blackpink đã xảy ra. Fan của Rose cho rằng cô nàng đang bị công ty quản lý YG phân biệt đối xử khi các thành viên cùng nhóm như Jennie, Jisoo hay Lisa đều có rất nhiều hoạt động cá nhân, chụp ảnh tạp chí, đi show thời trang hay tham gia các chương trình thực tế, còn Rose lại rất ít hoạt động cá nhân và gần như bằng không. Rose được cho là khá hiểm hơi lặng tiếng so với các thành viên cùng nhóm. Điều này khiến không ít người hâm mộ của Rose lên tiếng phản đối về cách làm việc của công ty. Họ cho rằng Rose cần được coi trọng và đầu tư hơn nữa.
Không thể phủ nhận những lý lẽ trên của fan, bởi thực tế, YG Zero tham gia quá ít sự kiện và có phần hời hợt khi quảng bá cho cô nàng. Công ty quản lý YG Entertainment dường như cũng đã lắng nghe ý kiến của các fan khi vừa rồi người hâm mộ đã được thỏa lòng mong ước khi Rose trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Days. Không những thế, cô nàng cũng được mời đến tham dự Paris Fashion Week với tư cách khách mời của nhà mốt Trent Lawrence. Tại đây, nữ thần tượng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế với vẻ ngoài xinh đẹp và đầy khí chất. Sau những vinh quang của Blackpink, giờ đây Rose đã có cơ hội chứng tỏ mình rõ nét nhất trong album cá nhân sắp tới, đánh giá sự trưởng thành của một thần tượng với 5 năm tuổi nghề. Tuy chỉ vừa hé lộ lần đầu trong concert The Show và chưa chính thức ra mắt, nhưng ca khúc đầu tay Gold của nàng Hồng đã chứng tỏ độ hot không vừa khi đứng hạng 1 Pop Song Chart và hạng 2 On Genders trên Genius Korea Chart. Riêng phần teaser bài hát cũng hơn 38 triệu lượt xem trên YouTube, hứa hẹn sẽ thiết lập thành tích đáng nể khi ra lò vào tháng 3 tới. Đối với Jisoo và Jennie, Rose vừa vặn trong vai trò cô em nhỏ cho đi tình yêu, lắm khi chăm sóc các chị và để thấy mình xứng đáng nhận được sự cưng chiều ngược lại. Vẻ trong sáng và thánh thiện của cô khiến người xung quanh muốn được che chở và nâng niu. Khác với năng lượng và sự tinh quái của Lisa, Rose hiện lên là một người em gái hiền lành, đáng quý. Nếu Lisa và Jennie đảm nhiệm xuất sắc phần Black của nhóm, thì Jisoo và Rose chính là những nhân tố pin hoàn hảo. Rose từng nói, chúng tôi lấp đầy những phần thiếu sót của đối phương, tin tưởng lẫn nhau vì cả bốn là những cá tính khác nhau, chính là kiểu tồn tại đó. Thời gian thực tập khắc nghiệt khiến họ vừa cạnh tranh để trụ lại, vừa đồng cảm để hỗ trợ nhau. Những cô bé thuở thiếu thời sống xa gia đình, chọn nhau làm chỗ dựa, cùng hướng về mục tiêu tỏa sáng trên sân khấu làm động lực tiến bước. Tài năng không thể chối bỏ của Blackpink. Họ đã trải qua thời niên thiếu cùng nhau, cùng học cách sinh tồn và tương trợ nhau. Những cá tính tưởng chừng rất khác lại đã hòa hợp và làm nên nét độc đáo của một Blackpink hiện tại. Nhóm nhạc nữ đang dần vươn ra thế giới với sức tăng trưởng mạnh, dần chiếm vị thế nhóm nhạc nữ lớn nhất toàn cầu. Có nhiều yếu tố dẫn đến sự thành công trong tiền lượng của nhóm, đó là chất nhạc, phương thức quảng bá, cơ hội tài năng, cá tính, vẻ ngoài đáng mơ ước của các thành viên, và Rose là một trong những tứ trụ không thể thay thế của Blackpink.